Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Trương Vũ được xem là trong những nam danh ca nổi tiếng hàng đầu ở thị trường hải ngoại và các bài hát nhạc vàng bài lời rồi như Không Giờ Rồi, Đám Cưới Nghèo, Thân Phận Nghèo, Nghèo Mà Cố Tình. Được xem là thần tượng của một thế hệ, ai nấy không khỏi sững sờ khi Trương Vũ bị gọi tên và từ những hình ảnh chứng minh có mối quan hệ với thị thần y bị lừa đảo. Những thông tin nam ca sĩ về mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên mới chỉ được bà Hằng tố từ một phía. Trương Vũ chưa từng lên tiếng vì lùm xùm này, hiện tại chưa thể khẳng định về mối quan hệ của Trương Vũ và ông Hoàng Yên cùng liệu anh có tham gia đường dây chữa bệnh của ông hay không. Điểm danh những bài hát Vì Nghèo Mà Trương Vũ thể hiện thành công, Nghèo Thân Phận Nghèo, Nghèo Mà Cố Tình, Đám Cưới Nghèo. Ngay cả những bài song ca bất thủ của cặp đôi Trương Vũ Như Quỳnh cùng dính tên nghèo. Thà nghèo mà biết thương nhau, còn hơn hạnh phúc đôi thay màu, Không Giờ Rồi, Vị Sứ. Thương hiệu của ông Hoàng Nhật Chén thuộc về Trương Vũ, xem có ca sĩ nào có thể cạnh tranh. Tuy hạt nhạc nghèo nhưng cát xê của Trương Vũ chắc không phải giá con nhà nghèo. Anh vẫn là một trong những ngôi sao hải ngoại được cát xê cao nhất hiện tại vì được biểu diễn. Nghe đồn Trương Vũ cũng không nhận số vặt, cũng phải có vài số trong nước mới chịu bày về cho bộ. Ông Hoàng Nhạc Nghèo thường xuyên đeo xoăn, dùng thắt lưng rồng xa xí, nhưng lại mang khuôn mặt buồn rầu trên chân khấu ca. Khi tôi sinh ra mang một cái con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm đổi thay lớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi như vừa người tình thân thiết. Bà nội mà cứ kêu nghèo. Nhưng Trương Vũ phủ nhận mình giàu, anh từng chia sẻ khó khăn khi thị trường ca nhạc hải ngoại, số giờ tần có tần không. Sống qua ngày thôi giàu có thì không, tuy nhiên một nhà văn MC nổi tiếng ở hải ngoại cùng đồng tình fan Trương Vũ. Một lần dẫn chương trình về âm nhạc, các nghệ sĩ tham khảo. Cây khổ trong ca khúc khiến khán giả rơi nước mắt. Nhà văn Kim MC nghiên ăn ủi thượng đế đừng có thương ca sĩ làm gì, họ sao làm đấy. Đã không chịu công nhận vì sao, Trương Vũ cùng thú nhân mình đẹp trai, anh tự nhận. Tuy biết xấu xí mà, giờ làm cái gì cũng không đẹp nên được. Đó là do anh ngại thay đổi về ngoài. Tại vì mình rất thân tự nhiên, không dám đòi hỏi nữa. Tuy nhiên khi làm cái này cái kia, hay thay đổi kiểu tóc lại càng xấu nữa. Tôi thấy đi vậy, cho nên xấu tự nhiên. Fan của Trương Vũ quyết định không nhận thần tượng của mình xấu trong mặt họ. Ông Hoàng Nhạc Nghèo không chỉ đẹp trai, còn phong độ so với thời tuổi trẻ. Trương Vũ bây giờ có da có thịt, sang hẳn hơn, có người còn khen. Trương Vũ đẹp trai vĩnh cửu fan còn đùng áp để tạo chân chung Trương Vũ vì già và tung lên fanpage dành cho những người yêu thích giọng ca Trương Vũ. Kết quả fan đều chung quan điểm ai rồi cùng xê ra riêng Trương Vũ ra vẫn sâu chắc phần phong độ. Chỉ có một ý kiến là nhìn thấy tương lai Trương Vũ ra sẽ dùng cố nhạc sĩ Anh Băng, người đã tạo ra Người Tình Mùa Đông phiên bản Việt. Nếu làm ra sự không có khả năng, Trương Vũ trở thành một diễn viên hài ăn khách. Nhưng màn chào hỏi của Trương Vũ trên sân khấu thường khiến khán giả cười nghiêng ngả. Sau ánh đèn sân khấu, ông Hoàng Nhạc Nghèo cũng hay diễn trò khi anh đóng vai ăn xin đi xin mị nhân làng nhạc hải ngoại. Trong cuộc sống đời thường, fan của Trương Vũ chụp được khoảnh khắc gây cười thần tượng. Tuy nhiên còn trẻ, lượng fan Trương Vũ vẫn đông trung thủy. Họ tính Trương Vũ vì gọi hát, vì sự hài hước và sự trung thực, tôn trọng nghề của anh, chia sẻ của ông Hoàng Nhạc Nghèo sẽ khiến nhiều ca sĩ trong nước phải giật mình nhìn lại mình. Tôi muốn hát vì cho khán giả thật sự thưởng thức, thích hát và lê. Tôi muốn về hát cho khán giả thật sự thưởng thức. Tôi thích lô về chứ không thích hát nhẹp hát phốt. Có bán nhạc của mình chứ đĩa ra hát thì không hát được. Chia sẻ về sự nghiệp ca hát ở xứ cờ hoa, Trương Vũ chia sẻ về truyền thông nhập
vì nước vào năm 2016, sang hiện tại anh chạy số khá ít, nên hạt cho cộng đồng chưa chiên, đồng thời anh chi hạt vào cuối tuần và hạt thêm cho những ngày lễ. Lý giải về việc chạy số, trường bộ vừa nhân bản thân trùng khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi, nhưng may mắn được tổ nghề đài, nên công việc đi hạt của anh luôn thuận lợi. Đặc biệt gia đình là chỗ vững chắc để anh có thể đi xuyên nhiều nơi mà không lo lắng. Chia sẻ việc vợ con giọng ca, không giờ rồi chia sẻ bà xã là người đã hy sinh rất nhiều để anh có ngày hôm nay. Bên cạnh đó, giảng ca hải ngoại bày tỏ bản thân không muốn đưa vợ con vào showbiz để đảm bảo rằng cuộc sống của họ không bị xáo trộn dù chỉ là một chút. Trong tương lai sẽ về Việt Nam nhiều hơn để biểu diễn và đáp lại tình cảm của khán giả trong nước. Tôi sẽ về nhiều hơn, nhưng chắc chạy show vì tính tôi không muốn trên, lại khó tính trong việc hát trên sân khấu. Trường Vũ sinh năm 1963 tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Lại một ấp nghèo, toàn là gốc hoa. Anh là con thứ năm trong đại gia đình có 6 người con gốc Chửa Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước. Năm 1983, anh rời quê hương và đến năm 1984 định cư tại Alaspen, Mỹ. Đến tháng 7 năm 2010, Trường Vũ lần đầu tiên về Việt Nam để tham gia biểu diễn một chương trình từ thiện lớn. Từ giữa tháng năm 2016, Trường Vũ về Việt Nam nhiều hơn, nhận lời giám khảo một số chương trình truyền hình vì biểu diễn các thành phố lớn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.